Các con học sinh lớp 1 A5 ơi, hãy ngồi thật ngay ngắn nào. Chúng mình đã sẵn sàng đến với tiết học ngày hôm nay chưa? Ok các con, nhóm đầu tiên. Ok nhóm thứ hai. Ok nhóm thứ ba. Ok nhóm rồi, ngồi rất là đẹp. Và các con thân mến, cô Thảo xin trân trọng giới thiệu với lớp chúng mình. Đến dự giờ với lớp chúng mình ngày hôm nay có cô giáo Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Cô ý rất và cũng rất nhiều thầy cô giáo đang công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Vâng, chúng tôi nhân đổi chào các bạn các cô ạ. Và đến với tiết học ngày hôm nay thì cô Thảo sẽ chia lớp mình là một nhóm yêu thương, an toàn, vui vẻ, tôn trọng. Bước vào tiết học mới, cô và các con sẽ cùng nhau khởi động với bài hát tin học. Cô mời cả lớp đứng lên nào. Chúng mình hát to lên nha. Khu vui chơi như
sân trường, sân bóng đá. Đố các bạn biết trường của mình và bạn Minh có những phòng và khu vực nào? Ai trả lời câu hỏi của Hoa nào? Cô mời Hà Nguyên. Là có lớp học, phòng thư viện, phòng y tế, phòng máy tính, phòng bàn đội và nhà bếp, nhà vệ sinh nha. Cảm ơn con. Cô mời thêm một bàn nữa nào. Cô mời Phương Nhã. Con thưa cô, có cả sân trường, sân bóng đá. Cô Thảo khen các con. Cô chẳng có tay nào. Cô khen các con đã quan sát rất tốt và biết được các phòng và khu vực của trường Minh và Hoa rồi đấy. Các con ạ, chúng mình hãy cùng lắng nghe xem. Các bạn được nói, bạn Minh đã đã lên 1-2 năm, đã lên các phòng và một số khu vực của trường mình rồi đấy. Bây giờ, các bạn hãy tiếp tục giờ học cùng cô Thảo nhé. Chúng mình tổ chăm vào tay cả bạn Minh và Hoa nào. Các con ạ, một trường tiểu học thông thường sẽ có phòng học, phòng chức năng như lớp học, phòng máy tính, phòng thư viện, phòng y tế, phòng bàn đội. Có khu vực làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Có khu vui chơi như là sân trường, sân bóng đá. Có khu vực phục vụ bán trú như là bếp ăn đấy. Nào, hãy nhắc lại cho cô, một trường tiểu học thông thường gồm những phòng và khu vực nào? Cô mời Phúc An. Con thưa cô, một trường tiểu học thông thường có phòng học và phòng chức năng như lớp học, máy tính, phòng thư viện, phòng y tế và phòng gần đôi. Có khu vui chơi như sân trường, sân bóng. Có khu vực phục vụ bán trú như nhà ăn, nhà vệ sinh. Có khu làm việc các thầy cô, cô giáo và nhân viên. Một chào một tay thật lớn cho cô An nào. Như vậy là bạn Phúc An đã nhắc rất đầy đủ một trường tiểu học thông thường sẽ gồm những phòng và khu vực nào rồi. Cô và các con sẽ cùng nhau chuyển đến hoạt động tiếp theo, hoạt động thực hành. Chúng mình cùng đến với hoạt động 1. Khám phá trường học của em. Nào, hãy đọc to tên trường của mình. Cô mời Bảo An. Con không có trường tiểu học Đô Thị Sài Đồng ạ. Cảm ơn con. Một tràng vào tay cho Bảo An nào. Ai nhắc lại được địa chỉ của trường mình? Cô mời bạn Thanh Mai. Con thưa cô, phố Nguyễn Minh Châu, phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Một tràng vào tay cho Thanh Mai nào. Nhớ trả lời đầy đủ câu nhé. Trường tiểu học Đô Thị Sài Đồng của chúng mình, địa chỉ phố Nguyễn Minh Châu, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, đúng không nào? Và chúng mình có thấy là ngày hôm nay có rất là nhiều thầy cô đến lớp chúng mình không? Để đến được với lớp chúng mình, các thầy cô giáo đã có địa chỉ và những thầy cô nào đến với trường của chúng mình lần đầu tiên, các thầy cô sẽ tìm hiểu, xác định vị trí trên ứng dụng Google Maps với các con ạ. Cô mời chúng mình cùng xem. Đây chính là vị trí trường của chúng mình thế này. Và trên ứng dụng này có thể nhìn thấy hình ảnh của trường mình luôn. Cô mời chúng mình cùng xem với cô nhé. Hãy cho cô biết đây là hình ảnh gì? Cô mời Lâm Bách. Con thương cô là đây.
hình ảnh của trường con ạ. Một tràng vỗ tay từ Lâm Bách nào. Đúng rồi các con ạ, đây chính là cánh cổng trường quen thuộc của chúng mình. Nào, hãy cùng cô Thảo khám phá trường học của chúng mình ngay thôi. Trường tiểu học Đô thị Sài Gòn vui mừng chào đón thầy cô và các con học sinh. Trường có hai khối nhà là khối nhà chính và khối phụ trợ. Khối nhà chính gồm 4 dãy nhà A, B, C, D. Đi từ cổng chính vào là dãy nhà A, B, C, D và khu vực sân trường. Đằng sau dãy nhà D là khối nhà ăn và ngủ bán trú. Ngay bên cạnh có sân bóng đá. Bây giờ hãy cùng theo chân các bạn nhỏ lớp 1A5 đi khám phá các phòng và khu vực của trường nhé. Đã được tìm hiểu về trường theo sự phân công của cô rồi. Bây giờ chúng mình có thời gian 2 phút để trao đổi lại trong nhóm những gì chúng mình đã tìm hiểu. Sau đó chúng mình sẽ thử cho đại diện lên báo cáo. Chúng mình đã rõ nhiệm vụ chưa? Rồi ạ. Thời gian 2 phút bắt đầu. Đây là nhóm A. Chúng mình chú ý lắng nghe nhé.
Các bạn biết
chúng mình đã được học môn gì ở đây không? Ở ngoài cái thầy tớ cảm ơn cô và trình bày của nhóm con đã hết. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Một tràng pháo tay cho nhóm tân thân nào. Cô mời nhóm vui vẻ. Thank you.
hay của chúng mình đúng không nào? Rồi, các bạn ơi, bây giờ cô hỏi chúng mình nhé. Từ đầu năm có bạn nào đi lạc khi chúng mình di chuyển lên các phòng chức năng không? Khá là nhiều đúng không ạ? Vậy đến thời điểm hiện tại còn bạn nào đi lạc nữa không nhỉ? À, cô thấy là không còn bạn nào chúng mình đi lạc nữa đúng không? Bạn nào à không lạc nữa à? Rồi, vậy đến thời điểm hiện tại thì cô thấy chúng mình đã không bị lạc nữa rồi. Vậy thì chúng mình đã làm thế nào để di chuyển từ phòng lớp học của chúng mình đến phòng chức năng nhỉ? Cô Quỳnh Phương Nhã. Thưa cô là không nhìn sơ đồ à? Bạn Phương Nhã đã nhìn được sơ đồ rồi. Vậy thì chúng mình đã được cô Thảo hướng dẫn chúng mình xem sơ đồ khi nào nhỉ? Cô Quỳnh Phương Linh. Thưa cô là đi ngay đầu năm học các con đến, cô đã hướng dẫn chúng mình xem sơ đồ, và khi đi khám phá trường học thì chúng mình cũng lại đi xem và khám phá sơ đồ đấy, đúng không nào? Vậy ngày hôm nay sau 2 tháng học thì cô thấy là chúng mình đã xác định vị trí rất là tốt, và các bạn đã nhớ được là trường mình có những phòng khu vực nào có thể tự đến. Nhưng nếu khi chúng mình không may bị mất phương hướng thì mình sẽ tìm đến sơ đồ đúng không nào? Vậy thì ngay bây giờ cô sẽ kiểm tra xem trí nhớ của chúng mình bằng cách là chúng mình sẽ gắn thẻ ảnh vào sơ đồ qua hoạt động tiếp theo. Đây à, đây chính là sơ đồ của trường mình, và đấy là hình ảnh cơ mà các con đã cần đi tìm hiểu và xem sơ đồ đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với hoạt động tiếp theo. Hoạt động 2, xác định vị trí một số phòng và khu vực trên sơ đồ đơn giản. Cô Thảo đã chuẩn bị cho chúng mình 4 sơ đồ của 4 tầng. Nhóm yêu thương tầng 1, nhóm an toàn tầng 2, nhóm vui vẻ tầng 3, nhóm tôn trọng tầng 4. Và ở rổ các con đã có các thẻ ảnh. Nhiệm vụ của chúng mình, Tâm Anh ơi, nhiệm vụ của chúng mình là gắn thẻ ảnh đúng với vị trí sơ đồ tương ứng. Chúng mình có làm được không? Có. Rồi, bây giờ cô Thảo mời các bạn nhận sơ đồ cho cô trước. Đức Hương và Chí Thành ơi, lấy sơ đồ tầng 2. Tâm Anh tầng 2. Yeah!
Con chào thầy cô, tớ chào các cô. Tớ là Ngọc Linh, sau đây là phần thảo luận của nhóm tớ. Đây là sơ đồ tầng 4, chúng tớ đã xác định được vị trí. Đây là dãy nhà B có 2 phòng. Đó là phòng âm nhạc và phòng mỹ thuật. Còn phòng hội trường ở dãy nhà C. Đằng sau dãy nhà D là nhà thể chất. Cảm ơn cô. Phần thảo luận của nhóm con đã hết. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Một tràng pháo tay lớn cho Nhân Minh nào. Rồi, cô cảm ơn Nhân Minh. Cô bài nhóm tiếp theo. Nhân Minh cầm số 5. Trường mình có phòng STEM mà
Trường của mình và hoa lại không có. Cảm ơn cô. Cô mời bạn khác thế nào? Cô mời Tuyệt Linh. Trường của mình có phòng hội trường, nhưng trường của mình là hoa không có ạ. Cảm ơn con. Mời thêm một ý kiến nữa nào. Cô mời Tâm Anh. Con thương ơi, trường mình có phòng ngủ nhiều giờ đằng, nhưng trường của Minh và Hoa không có ạ. Một chàng có tay cho cả ba bạn nào, chị Minh phát triển rất là tốt. Vậy, hãy cho cô biết, cô thích phòng nào nhất, vì sao? Cô mời Thảo Nguyên. Ngày hôm nay cô
Thảo khen lớp chúng mình đã tham gia tiết học rất là hào hứng và vui vẻ, và chúng mình cảm thấy tự hào về ngôi trường của chúng mình. Và đây chính là logo của trường nào đây? Trường tiểu học Đô Thị Sài Đồng. Địa chỉ của trường mình và xác định được một số khu vực phòng học, phòng chức năng trên thực tế và trên sơ đồ đơn giản. Cô khen một số bạn hào hứng, hăng hái trong tiết học ngày hôm nay, ví dụ như là Tâm Anh, Phúc An, Minh Đức, Hà Nguyên, Đức Dương, Trí Thành, Thẩm Tú. Bên này có Phương Nhã, Nhã My, Tuệ Linh, Lâm Bách, Khánh An, Bảo An, Tăng Khoa, Nhật Minh, Thanh Mai và còn rất nhiều bạn nữa. Chúng mình cũng rất là hào hứng đúng không ạ? Đặc biệt ngày hôm nay chúng mình đã thể hiện rất là tốt kỹ năng công dân số của mình, đó là chụp và lưu ảnh trên máy tính bảng, chạm lướt chuyển trên màn hình tương tác để thuyết trình đấy. Một tràng tay cho cả lớp chúng mình nào. À, các con ơi, về nhà chúng mình nhớ chúng mình sẽ tìm hiểu về trường tiểu học của bố mẹ anh chị chúng mình qua ảnh chụp hoặc là khám phá trên Internet hoặc là một số trường tiểu học ở những vùng miền khác và chia sẻ với cô Thảo. Và tiết học ngày hôm sau chúng mình có đồng ý không? Tiết học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô với Đức Dương cho cả lớp chào các thầy cô nào.